Chào mừng các bạn đến với Việt Nam Thức Giấc. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam tiếp tục được cộng đồng quốc tế đánh giá tích cực. Nhiều dự án lớn trong lĩnh vực năng lượng, sản xuất linh kiện, sản phẩm điện tử đã được đầu tư mới và mở rộng vốn trong 4 tháng đầu năm 2024. Theo báo cáo kinh tế, xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2024 của Tổng cục Thống kê, thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt hơn 9,27 tỷ USD, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2023. Có thể nói, đây là mức tăng ấn tượng vì 4 tháng năm 2023, tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam giảm 17,9% so với cùng kỳ 2023. Vốn thực hiện dự án đầu tư nước ngoài ước đạt 6,28 tỷ USD, tăng 7,4% so với cùng kỳ. Đáng lưu ý, vốn đầu tư mới vẫn duy trì mức tăng cao về cả số dự án và vốn đầu tư. Về vốn đăng ký mới, cả nước có 966 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tăng 28,8% so cùng kỳ. Tổng vốn đăng ký đạt hơn 7,11 tỷ USD, tăng 73,2%. Tính đến ngày 20 tháng 4 năm 2024, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt gần 9,27 tỷ USD, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký cấp mới có 966 dự án được cấp phép, với số vốn đăng ký đạt 7,11 tỷ USD, tăng 28,8% so với cùng kỳ năm trước về số dự án, và tăng 73,2% về số vốn đăng ký. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu thu hút vốn ngoại với tổng số vốn đầu tư đạt hơn 6,15 tỷ USD, chiếm 78,5% tổng vốn FDI thực hiện, hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1,73 triệu USD, chiếm 18,7% tổng vốn đầu tư đăng ký, tăng 78,2% so với cùng kỳ. Phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 259,8 triệu USD, chiếm 4,1%. Từ đầu năm đến nay, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 2,59 tỷ USD, chiếm 36,4% tổng số vốn đăng ký cấp mới. Tiếp đến là đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc, 898,6 triệu USD, chiếm 12,6%, Nhật Bản 814,1 triệu USD, chiếm 11,4%, Trung Quốc 740,2 triệu USD, chiếm 10,4%, Thổ Nhĩ Kỳ 730,1 triệu USD, chiếm 10,3%, Đài Loan, Trung Quốc 512,3 triệu USD, chiếm 7,2%. Cũng theo Cục Đầu tư nước ngoài, tháng 4 ghi nhận lượng vốn đầu tư mới và giá trị các giao dịch góp vốn mua cổ phần cao hơn các tháng đầu năm 2024, số dự án đầu tư mới cũng đạt mức cao nhất kể từ đầu năm. Hiện các nhà đầu tư đã rót vốn vào 44 tỉnh, thành phố trên cả nước. Nếu như trong 3 tháng đầu năm, Hà Nội dẫn đầu cả nước với tổng số vốn đầu tư đăng ký hơn 970,8 triệu USD, thì sang đến 4 tháng 2024, Bà Rịa Vũng Tàu đã vượt Hà Nội để trở thành địa phương có lượng vốn đầu tư FDI lớn nhất cả nước với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 1,52 tỷ USD, chiếm 16,4% tổng vốn đầu tư cả nước, gấp hơn 12 lần cùng kỳ. Trong khi lượng vốn FDI được rót vào Hà Nội trong 4 tháng đầu năm đạt 1,15 tỷ USD, xếp thứ 2 cả nước. Bắc Ninh đứng thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 100 triệu USD. Các vị trí tiếp theo là Quảng Ninh, Thái Nguyên, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai. Cục Đầu tư nước ngoài nhận định, vốn FDI tập trung nhiều vào các tỉnh, thành phố có nhiều lợi thế trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài, có cơ sở hạ tầng tốt, nguồn nhân lực ổn định như Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Hưng Yên, Bắc Giang, Hải Phòng. Riêng 10 địa phương này đã chiếm 74,8% số dự án mới và 79,1% số vốn đầu tư của cả nước. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, hiện nay, Việt Nam đang tập trung vào các đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực với chủ trương thu hút, hợp tác đầu tư nước ngoài có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu. Bên cạnh đó, môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá tích cực, nhiều tập đoàn đa quốc gia, đặc biệt là các tập đoàn lớn trong lĩnh vực công nghệ, điện tử, bán dẫn đã và đang nghiên cứu, thành lập cứ điểm sản xuất tại Việt Nam. Hiện nay, Việt Nam đang đào tạo 100.000 kỹ sư chất lượng cao, trong đó 50.000 kỹ sư chất lượng cao trong ngành bán dẫn để sẵn sàng, chuẩn bị đón những cơ hội, dự án phát triển ngành, lĩnh vực chiến lược, nhất là các dự án FDI lớn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.